chứ. Từ làm buổi sáng nha chị Loan. Chào chị. Dạ cho chị Loan chút nói tiếng Thái nè. Nói đi chị. Đồ rất là nhiều. Chia ra giùm mày anh nhắm anh chị người vài miếng thôi. Miếng cũng là tốt cho chị Loan ơi. Dạ. Cảm ơn chị nha. Có quà luôn nha. Bạc Thái Lan. Sầu riêng Thái Lan. Sầu riêng Thái. Để em xem có quà luôn nhé chú chị. Mua thuốc bò số năm Thái Lan hả chị? Đâu, số 3, số 1, số gì nè, số anh. Ờ, ảnh đầy mắt lắm nè chị Loan. Ờ, ngoài đó. Ờ, ảnh bán nhiều. 600 mấy. Chị mua ngoài đó đem về luôn á hả? Đâu, dạ. Trong sân bay đó. Sân bay á. Sân bay á bán đắt lắm. Một chai nước suối 50 ngàn á.
một cái mới tới là nhiêu? Dạ. Ở ngoài không biết nhiêu, hay mua lẻ không à? Dạ. Nói chung bọn em không hút thuốc, bọn em không, không rõ cái giá cả bao nhiêu. Không, ở đây bán mắc lắm. Bà số anh. Hôm qua cậu xử đến nè chị Long ơi. Chị Long. Hôm qua cậu xử đến nè. À, thấy thấy có ai quay nữa. Dạ. Vô. Bữa nay làm 1:20 hả? Còn mấy ngày đó chị Long sẽ lo xin đi thẩm. Đồ ăn vặt. Có ở thì giá rẻ thôi. Mua 2 tặng 1. Mà bạn đi xe túc túc đã lắm. Bạn đi taxi. Xe lam hồi xưa cũng bằng nhé. Dạ. Con vợ mình có xích đô thôi không? Con đòn. Dạ chị, phong cảnh đó bạn như thế nào chị? Giống Việt Nam thôi nhưng mà đẹp hơn nhiều. Đẹp. Sạch dạ. Sẽ. Nhiều cảnh đẹp. Dạ chết nó trong thành phố thôi chị. Bên đó bên Thái Lan người ta lái xe ngược không gì đâu. Nó lái xe ngược mình lỡ bên phải, bên trái nó lái bên phải đúng không? Úc cũng vậy. Không có đi bắt tay nhà hả chị Long? Đi bắt tay nhà mới vô. Ở đây tự leo băng cấp qua bắt tay nhà xa lắm. Đi tới một ngày rồi. Đó đi về đồng sự thị với... Đi về con đó đó. Đó đi về mà bài... Tối đó là có người đồ ăn đó. Anh giàu đó, anh qua YouTube chứ anh đi muốn hát đất nước thế giới rồi đó. Bởi vì mới tên giàu. Chưa có đi Mỹ rồi. Mỹ cái bên. Mỹ kho. Hôm qua bảnh mua đồ rẻ lắm chị Long. Mua lần chục nó bán rẻ hơn chứ mua. Ở đâu? Bên Thái á. Chị mua chục nó rẻ hơn. Có xu đồ đó, xu với anh Sang rồi mấy cô công chúa đó hả? Đi mua từ cái nó mắc lắm, nó có chục á, cái nó rẻ, rất là rẻ luôn. Chiều tòa tàu. Tiền là mình sớm mới sớm cũng cập nhật lên video cho cả nhà mình xem nhé. Thì hiện tại bây giờ tiền mình cũng xin kết thúc clip tại đây nha. Hẹn chú kiến chị và các bạn video tiếp nha. Để đưa những thông tin mới để nghĩa cho cả nhà mình xem nha các nhà.